Vâng, em xin chào các anh, hôm nay tiếp tục em lên cho các bác ở đây là cái con CLD2 được ghép với cả đôi loa F100 bát 16 cho những bác nào mà đang cần những cái dòng loa bát vừa phải để mình nghe nhạc trong phòng diện tích khoảng 30m² đổ về, 20m² đổ về các bác nhé. Cái con này thì mình có thể là kết nối điện thoại máy tính, kết nối cùng qua TV nghe nhạc. Và đôi loa bát 16 này thì nó cho tiếng bát nó có cái độ sâu ấm, tép nó mịn màng để nghe nhạc vàng cũng được, mà mình có thể nghe cả remix đều được nhé. Đấy, bây giờ em xin mời các bác nghe chất âm của bộ dàn này. Máy thì có chỉ bắn test cho mặt máy luôn nha, nên mình rất là tiện lợi cho cái việc mà cần ngoài kia thì bắn test thì mình muốn nghe từng dòng nhạc nhá. Tầm đàn thấy đi nghe. Sao về đầy đủ cái căng các bác nhỉ? Đấy đúng không ạ? Mình muốn nghe bát nhiều hay tép nhiều hay là tép ít bát nhiều thì là tùy mình đúng không? Rất là dễ dàng cập chỉnh nhá. Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm nợ. Hàng về đẹp mỹ mãn luôn nhá. Con CLD2 là ghép F100 để nghe tuyệt vời đấy. Hay. Trong tầm giá thuộc dạng ok luôn. Bây giờ thêm một đoạn remix nhá. Bác nào mà lấy con này thì báo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581. Cả bộ này giá là 5.650.000 nha các bác nhé. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé. Còn CLD2 này tính năng như nào em đã test ở clip trước rồi nhé. Hôm nay thì test nhạc đưa thêm loa vào để cho các bác lựa chọn cho nó phù hợp với cả cái nhu cầu nữa nhé. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo bên em.